Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13, một Đức Phật giao phó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng soạn đảnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà dạy rằng: Này Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông chẳng thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông chẳng thể nghĩ bàn, trí huệ của ông chẳng thể nghĩ bàn, địa tài của ông chẳng thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương tuyên nói khen ngợi những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trong trăm nghìn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, này ta ở trong cung trời Lao Lợi, nơi pháp hộ lớn có bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật Thế Tôn, các vị Bồ Tát, trời, rồng, tám bộ chúng, một lần nữa đem những hạng chúng sanh, những kẻ chưa ra khỏi nhà lửa mà giao phó cho ông. Ông chớ để những chúng sanh đó phải bị đọa vào chốn ác đạo, chịu nhiều sự khổ sở, huống nữa là để cho chúng nó bị đọa vào địa ngục A Tỳ cùng địa ngục ngũ vô gián, chịu nhiều sự khổ sở ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh trong cõi Di Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng họ có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu lại thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải hóa hiện thân hình này ra ở nghìn muôn ức thân, thuận theo căn tánh của chúng sanh để làm lợi ích cho chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, này ta đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người, người thì nam, kẻ thì nữ nào ở nơi trong Phật Pháp có thể làm việc lành chừng bằng sợi lông, hột cát, giọt nước, mảy bụi, thời ông nên dùng thần lực của ông hộ trì người đó, để cho họ tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có hàng trời người nào bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi vừa bước đến cửa ngục liền có thể niệm đặng một danh hiệu của Đức Phật, hoặc đặt một câu, một kệ kinh điển đại thừa, thời ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt những kẻ đó. Ông hãy hiện thân ra trước chúng, phá tan địa ngục, làm cho chúng nó được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Hai Bồ Tát tuân chỉ. Lúc bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để độ thoát những người đó, huống nữa là những người đó nghe những việc lành rồi luôn luôn tu hành, đều tặng hưởng trọn phần công đức, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Ba hư không tạng bạch hỏi. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Lao Lợi đến nay, nghe Đức Thế Tôn khen ngợi oai thần thế lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn, trong đời sau như có hàng trời rồng, người nào mà gặp hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, cũng dừng hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát nghe kinh điển này hoặc đọc kinh điển này, thời người đó đặng bao nhiêu điều lợi ích, của xin Đức Thế Tôn lược nói việc đó cho. 28 điều lợi ích. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc đó. Trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe kinh điển này, đọc tụng kinh điển này, gặp hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, đồ ăn, vật uống, trang phục và những đồ quý báu đem cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời sẽ đặng 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hộ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chủ nhẫn nhân vô thượng của thánh. 4. Mãi không còn khổ thất đạo bồ đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi tai. 7. Không có tai nạn về nước và lửa. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hạ quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm các bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng được tỏa ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. 22. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 23. Những người thân tộc đã chết
đều được khỏi khổ 24, nếu đời trước có phước, thời được khỏi khổ 25, các bậc thánh ngợi khen 26, căn tánh lanh lợi thông minh 27, giàu lòng từ mẫn 28, rốt ráo thành Phật 7 điều lợi ích. Lại vậy nữa, này hư không tạng Bồ Tát, trong đời sau như có hàng trời rồng nào nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát và khen những việc về oai thần thế lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát là sự chẳng thể nghĩ bàn, có thể ngợi khen, chắp tay cung kính chi ngưỡng, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích: 1. Mau chứng bậc thánh; 2. Nghiệp ác tiêu diệt; 3. Chư Phật đến ủng hộ; 4. Không thối thất đạo Bồ Đề; 5. Bổn lực được tăng trưởng; 6. Việc đời trước đều rõ biết; 7. Rốt ráo thành Phật. Lúc Đức Phật nói lời như thế vừa xong, trong Pháp hội có tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, trời, rồng đều khen oai thần thế lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát là việc chưa từng có. Lúc bấy giờ trời đau lợi rủi vô lượng hương hoa, thiền y, trụ ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ngài Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đều chắp tay đảnh lễ mà lui ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, bổn thể Địa Tạng. Sau nhân trong kinh, tàn tật cầm ngậm cho tiền sanh, đời nay tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết sen báu vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Phật.